Sao sợ? Sợ đâu có. Cái gì? Sợ anh với anh đâu có biết, đâu có quyền nói cái gì lạ Sợ bắt cóc hả? Sợ em bắt cóc chị hả? không? Em bắt cóc chị làm gì? Hồi trước giờ không có ai lạ vô đây hết hả? Trời, chị nghĩ sao mà em đi bắt cóc chị làm gì? Chị làm như là muốn bắt cóc người ta là bắt cóc hay sao á? Ủa sợ thiệt luôn hả? Nãy giờ ngờ rung hả? Sợ bắt cóc cả nhà. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Hôm nay đội trưởng lang thang tranh thủ dậy sớm để đi vào sâu trong rừng. Tại vì cái tuyến đường nó hơi xa chút xíu nên tranh thủ cả nhà, sợ mưa. Giờ phải chèo qua cái cổng hả? Ở đây thấy người đồng bào họ làm cái cổng cả nhà. Ôi trời. Hôm qua đi trên lang thang đã đi cái hướng này cả nhà. Đi lên chú người ếch thì cũng tham khảo những cái hoàn cảnh trên đây á, nên hôm nay đi trên lang thang lại tiếp tục đi cái hướng này. Tại vì ở trên đây còn rất là nhiều hoàn cảnh. Nên mình lên trên đây mình trải nghiệm và mình tìm hiểu, có thể là mình mang những cái món quà tình thương đến cho người đồng bào miền núi. Cả nhà đồng hành cùng với đi trên lang thang nha. Anh Thế, chào khán giả anh Thế. Thì hôm nay cũng như ngày hôm qua, anh Thể cũng đồng hành chung với đội trưởng lang thang luôn cả nhà. Lời đầu tiên thì đội trưởng lang thang cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình ha. Trời mù mù dễ mưa cả nhà ơi. Ở đây thấy có một hoàn cảnh nè cả nhà, một ngôi nhà của người đồng bào Rắc Lây nè. Đây họ che cái gì mà thấy lạ lạ ta, nuôi gì con đang trong đây sao á, thấy họ che nuôi gì ở đây cả nhà, nhìn cũng lạ lạ. Mấy anh em cũng đi được một đoạn rồi cả nhà. Vào trong đây mới ghi hình chia sẻ đến cả nhà mình xem. À, đồi núi. Ở nơi đây thì bà con đồng bào trồng những cái cây điều rất là nhiều. Chắc những cây điều này cũng có tuổi rất lâu rồi, nhưng gốc nào gốc nát cũng bự bự không cả nhà. Ở đây thấy họ chặt củi họ để đây này. Chắc có lẽ là đội trưởng lang thang sẽ vào hỏi thăm cái hoàn cảnh bên dưới đây. Chào chị. Cho em hỏi thăm chút xíu được không? Ủa nhà mình ở đây hả chị? Hôm mới mưa sao mà thấy ướt quá trời. Ướt chứ đi kiếm cò, con bò. Sao? Chị nói sao? Chị gặp em chị sợ hả? Sợ. Gặp em sợ hả? Dạ, sợ chứ. Thấy lạ sợ hả? Sợ. Chị ở trên đây lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm ở trên đây rồi? 3 năm. Ba năm. Sợ hả? Sợ sao mắc cỡ? Chị lớn tuổi chưa? Không biết tuổi. Không biết tuổi. Không biết. À, chị có nhà dưới làng không? Không. Không có nhà dưới làng hả? Không. Ở trên đây không à hả? Dạ. Ủa, mấy đứa nhỏ này là con của chị hết luôn hả? Con của chị 2 đứa. Con của em.
Ở trên đây rồi em thấy cái ngôi nhà của mình nó bị nghiêng bên á. Dạ, nó mưa nó bị nữa. Tạt bị dột vậy không? Dạ, dục chứ, mưa nữa, ướt hết rồi. Ướt hết luôn hả? Dạ. Ở trên đây mình làm gì, mình kiếm sống chị? Làm cỏ. Làm cỏ. Làm cỏ bắp. À, là mùa này là mình trồng bắp hả? Dạ. Mùa này có con mưa là có bắp, không có mưa là có nó nắng có bắp. Cái tuyến đường này mình đi lên trên kia được không chị? Được chứ. Có ai ở trên đó không? Có bà con trên đó nhiều không? Nhiều chứ, đi gần đi. À, mình ở đây mình làm bắp thôi. Dạ. Chứ không có làm công việc gì khác à? Còn chặn dê chặn bò gì không? Dê bò người ta. À, chặn bò để người ta. Nuôi bò người ta. Chị nhà dưới làng, chị ở làng nào? Làng nào? Tập lá. Tập lá? Dạ. Không có nhà dưới làng hả? Không. Ở trên đây 3 năm rồi, thì trước 3 năm kia thì chị ở đâu? Mẹ, ở với mẹ. Ở với mẹ hả? Dạ. Rồi lấy chồng ra lên trên đây ở. Dạ. Chồng chị đâu? Chồng đi làm. Đi làm rồi. Dạ. Ở đi làm ở đâu? Làm phô hồ Cam Ranh. Làm ở Cam Ranh? Dạ. À. Một ngày một tam. Ngày 100 ngàn. Dạ. Để đi về về hả? Dạ. Sao cái tiếng đường xa này, mỗi lần đi khó khăn sao? Chiều về. Chiều về. Dạ. Kinh nhiều. Không biết tiếng người Kinh nhiều. Dạ. À. Nên Kinh ít. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ nên Kinh ít. Chị tên gì? Dám. Nặng quá cả nhà ơi. Em tính lên đây hỏi thăm chị lên cái đường ở trên đây nè. Đi đâu? Đi tham quan. Đi trải nghiệm núi rừng. Dạ. Mà lên trên đây thấy vắng quá nên gặp chị ghé vào hỏi thăm. Dạ. Sợ hả? Sợ chứ. À, trước giờ có ai lạ lạ lên đây, lên trên đây không? Không. Không chứ đây. À. Ở trên đây sao thấy đời sống bà con mình sao thấy khó khăn quá chị ha? Khô quá, không có tiền kiếm ăn. À, chồng chị đi làm xa ở dưới đó là sáng đi chiều về. Dạ. Yeah. Ồ. Rồi mình ở trên đây rồi em thấy cái tiếng đường nó xa rồi mỗi lần mà đi chợ đi mua gạo mua cá thì. Không có tiền một tâm không có tiền mà đủ mua cá mua mắm. Ừ. Luôn. Ở trên đây nuôi heo rồi chặn dê cho người ta. Ừ. Ở đây thấy có con heo cả nhà. Heo này của chị hả? Hay là nuôi rẻ cho người ta luôn? Heo này của chị. Bò người ta, nuôi bò người ta. À, nuôi rẻ rồi. Nuôi rẻ, bò người kinh. Nuôi. Nuôi vậy là họ tính sao với mình? Nuôi rẻ. Nuôi rẻ là bò đẻ ra là họ cho mình hả? Dạ. Là chị có thể là nói cụ thể hơn xíu được không? Không biết chị biết nói. Ý là mình nuôi con bò đó. Dạ. Là mình nuôi ví dụ như nuôi hai con đi. Rồi con bò nó đẻ ra lứa đầu hay là lứa hai lứa ba mình mới được là lấy một con. Nuôi đó là của em. Nuôi hai là người kin. À. Ví dụ như nuôi con bò đó cho người ta. Dạ. Là con bò nó đẻ lứa đầu là họ cho mình. Dạ. Còn đẻ lứa hai là họ lấy. Dạ. Chứ không có trả tiền lương cho mình hả? Không. Không. Không có trả tiền. Bò người kin. Rồi cuộc sống trên đây làm sao? Dạ. Mình làm chăn bò chăn dê rồi đó hả? Dạ. Đủ ăn đủ sống không? Ừ, đủ sống. Chồng kiếm tiền ra đi làm một ngày, 150. Còn có đủ ăn, còn khóc, còn có bệnh. Sao chị nói chị với em mà chị rung vậy? Hả? Chị cũng biết kinh nghe ít. Kinh... Là con cái chị rồi có đi học không? Có. Học con lớp mấy? Cái, học lớp 7. À, con lớn học lớp 7? Dạ. Là con thứ hai? Con nhỏ này, học lớp 3. Học lớp 3? Ba học 3 tuổi. Ở trên núi vậy rồi mỗi lần đi học mà sao, làm sao? Chở xuống hả? Chở xuống. Chở xuống là chiều đón về đây lại? Dạ. Em thấy cái tiếng đường nó xa vậy, đi vậy. Xa như gần đây này. Chạy xuống dưới làng nữa. Dạ.
lần. Cuộc sống khó khăn quá ha. Và cả nhà nhìn cái ngôi nhà của bà con nghề miền núi này cả nhà, làm bằng tre. Ngôi nhà nhìn rất là đơn sơ. Ở trên một cái độ núi ha. Dạ. Và cái nhà bếp phía bên kia. Bếp. Ở đây chị lấy nguồn nước ở đâu chị ha? Nước bên kia đây. Dưới suối hả? Dạ. Xa không? Còn gần đây. Gần đây. Dạ. Là mình bắt ốc mình kéo qua hay là mỗi lần mà mình dùng nước là mình đi lấy? Bắt ốc. Bắt ốc. Kéo. À. Hay quá ha. Băng chè mua ốc. Hôm nay mình có xuống làng đi chợ không? Con. Không có tiền mà đi chợ. Rồi hôm nay là tính nhà mình ăn món gì? Con có ăn mua cá 10 ngàn. Cá người ta cho. Cá người ta cho? Dạ. Ai cho? Ai mà lên núi này mà cho mình? Nhà nước. Nhà nước cho hả? Dạ. Cá khô hả? Cá khô. Em thấy chị hái cái gì? Cái lá gì này? Lá chùm bao hả? Kênh ăn với kênh rừng. À, hôm nay là tính ăn cái món này. Dạ. Có cái lá điệp nữa nè. Lá này cũng ăn được nữa hả? Ăn không. Sao hái lộn xộn vậy? Nó bị lộn sao? Lỡ ăn ngộ độc là sao? Con em mình luôn. Con đi hái hả? Dạ. Cả nhà cô hái nè. Lá điệp rồi lá chùm bát hả? Rồi lá chùm bao. Rồi nấu canh ăn vậy đó hả? Dạ. Chứ không có cá, không có thịt gì ạ? Không có cá. Rồi em thấy chị hái cái gì đây quá trời nè. Măng. Cho em xem thử được không? Măng đó. Ồ. Măng này mình hái để cho anh ăn hay là bán? Ăn chứ. Trời, cái trái đu đủ chút xíu cũng hái nữa hả? Không có canh mà ăn. Cái này hái nấu canh luôn. Dạ. Nó non xèo sao mà ăn. Này măng đá không cả nhà? Nè, măng núi nè. Măng này kêu măng lô ồ hoặc là măng chê chị ha? Em biết măng ăn chứ. À. Ở trên đây thì không có thiếu măng cả nhà, không có thiếu lá, những cái lá cây rừng. Chỉ thiếu gạo thôi. Thiếu gạo. Cây măng này đã không cả nhà? Măng đây là luộc lên là kho cá rồi ăn ngon ha. Cho em. Rồi. Cho em ăn. Tháng này mưa chắc có măng nhiều rồi chị ha. Nhiều chứ. Sao mình cũng đi hái măng mình bán? Ừ, bằng một ký một cơ 10 ngàn. Ký 10 ngàn. Ừ. Là mình bán, mình hái mình bán sống hay là mình luộc chín? Bằng sống. Bằng sống hả? Dạ. Ký 10 ngàn. Ký 10 ngàn. Khổ quá ha. Khổ nha. Ở trên đây thấy vắng vẻ quá cả nhà. Nhà đây này cô. Nhiều chứ. Xuống đây. Dạ. Nhà. Nhà của em. Mình. À, nhà của em chị dưới đó. Ừ. Là mấy chị em mà là ở xung quanh đây. Chị em. À. Chị dẫn em lên nhà tham quan được không? Dạ, đây. Chị lên trước đi. Cái này thôi mấy đứa nhỏ nó bước được ta. Cao vậy sao nó trèo lên được. Núi sân nhá. Thấy đời sống người đồng bào rất lây thấy khổ cả nhà. Cái gà mẹ mẹ. Chào chị. Mới đâu về chị? Ủa đi chặt củi hả? À, chặt củi xa không? Chặt ở đâu lận? Chặt ở bên kia. Dạ. À, chặt củi này về mình dùng hay là mình bán? Không, mình dùng nấu ăn á. À, dùng nấu ăn. Dạ. Chứ không phải là chặt bán hả? Không. À, là mấy chị em ở chung là chỉ ở xung quanh đây luôn hả? Dạ. Chị có nhà dưới làng không? Có. Nhà dưới làng hả? Được. Nhà nước cất hay là tự xây? Không, nhà như nước cất. À. Nhà nước hỗ trợ cho ba mẹ nó bị bệnh, bị tai biến. À. Chị này nói là chị không có nhà dưới làng thiệt hay là nói dở? Chị này cũng nhà ở dưới làng mà. Đâu, nhà này chị đó không có. Nhà ở chung luôn á. Ở chung hả? Dạ. Ở trên rồi thì ở riêng. À, là ở chung với mẹ hả? Dạ. Mẹ thì không mẹ có tay. Mẹ đâu không có chân có tay. À, là mẹ không có chân có tay luôn. Dạ. Bị cục tay cục chân hả? Cục tay cục chân luôn. Là bị sao mà cục tay cục chân? Bị tai biến, nó bị lâu rồi mà. Ồ, bị tai biến là bị quéo tay lại hay là cục luôn? Cục đây luôn.
cục luôn à? Dạ. Là tại tại sao mà bị tay biến lại cục tay ta? Không biết nữa, không biết. Là cục tay là mình thử táo khớp hay sao? Tại khớp luôn á, lạ không? Gãy luôn hả? Dạ, gãy chân luôn. À, ba chị còn sống không? Sống chứ. À, chị lớn tuổi chưa? Không biết tuổi. Không biết tuổi. Hai chị em con có đi học mà. biết chơi chứ. Không biết tuổi thiệt luôn á hả? Dạ không. Không biết mình sinh năm bao nhiêu à? Sinh năm không có biết luôn. Trời ơi. Thôi con né ghế xuống đùa mẹ đó. Ba mẹ ở trên rễ con. À. Nhưng mà bị tại biên này xuống ở Di Lặng á, ở Di Lặng luôn. Mẹ đi trên rễ không có được nữa. Nhà thì có mấy anh chị em? Ba đứa. Bốn đứa con gái. Nhà chị bên kia hả? Không, ở với chung luôn á. Ồ, ở chung với chị hả? Ừ. Rồi cái nhà nhỏ vậy sao ở đủ cả gia đình? Ở đẻ chứ. Ở đẻ luôn. Rồi vợ chồng rồi đêm hôm rồi ăn ở nhau sao? Cũng nhà xuống về, ở dưới làng cũng nhà chung đây hả? Ở dưới làng cũng ở nhà chia vậy luôn hả? Dạ. Cũng nhà chung đây á. Ủa cái nhà chút xíu thì sao mà con cái rồi hai gia đình ở chung một nhà sao mà ở được? Ở đây chứ. Nhà nước cho. Còn có tiền mà xe nhà. Rồi đêm hôm rồi chẳng lẽ ngủ giấc dây vậy đó hả? Dạ. Rồi vợ chồng nhiều khi rồi tội tí tiền sao? Chắc là bụi hả? Ở trên rồi. Rồi cả nhà mình tin không? Cả nhà nguyên cả gia đình nè. À, hai chị em với lại mấy đứa nhỏ nè. Đây là con của chị, hai đứa hả? Còn một đứa đây. Một đứa đây, là hai đứa là con của chị kia. Còn, rồi còn một đứa kia. Là con của ai? Một đứa, bạn bé con cái này. À. Học sinh chung á. Sao mình thấy sai sai đó? Khổ quá. Cả nhà, thấy mấy người phụ nữ ở miền núi nè cả nhà, vác một cái gùi cuối nè. Rồi nặng chứ. Cù này phải 15kg không? Biết. Hơn hết chứ. Hơn. Mà gùi từ ở trên núi cao xuống đây nè cả nhà. Sống phải nói rất là khổ luôn. Ở đây thấy chị phơi mấy con cá khô nè. Cá này nhà nước cho hả? Dạ. À. Rồi cái ngôi nhà chút xíu mà nghe chị nói không biết thiệt hay là nói giỡn đây. Mà cái ngôi nhà này chiều ngang nó tầm cỡ 1.5m à, cao cũng tầm cỡ 2m, không tới 2m, mà ở cả hai gia đình. Để cho em lên nhà em trải nghiệm thôi coi. Thôi chơi, nhà nó giúp hết, nó mưa nó giúp, nằm không được. Hai gia đình ở trên cái ngôi nhà này, mà mưa dột nó rồi ngủ ở chỗ nào? Thì chị vô trong, xếp vô trong. À rồi ngủ làm sao? Nhà chị mấy người hả? Ngủ riêng. Ủa dạ. Sao nãy nó ngủ chung? Nhà chị ở bên đây, còn nhà em bên kia đi. Ủa chứ sao lại ngủ riêng, nó ngủ chung. À ngủ chung ở trên rễ là ngủ riêng. À trời, nãy giờ hiểu lầm cả nhà. Hồi nãy sao chị không nói để em làm em hiểu lầm. Vậy là nhà ở dưới làng á là nhà ba mẹ. Dạ. Là mấy chị em là ngủ chung. Ngủ chung đi con có nhà. Em tưởng đâu là cái ngôi nhà này mà ở hai gia đình chứ. Ngủ riêng ở rưỡi. À, là nhà chị bên kia. Trời ơi, nãy giờ làm. Thiệt tình đấy chứ. Đang chị hai chị em không biết kinh nhiều. Hai chị em không hiểu tiếng kinh nhiều. Dạ. Nên là không có biết trả lời. Dạ. Mấy đứa này rành tiếng kinh không? Con rành tiếng kinh không? Chuyện quá nè. Hả? Đây là học sinh ở đằng hàng. Học sinh mà đi học mà chẳng lẽ không biết tiếng kinh à? Không biết. Con bao nhiêu tuổi rồi con? 13 tuổi rồi. Học lớp mấy rồi? Học giỏi không? Không hả? Có giấy khen không? Có giấy khen hả? Mỗi năm có một tờ hả? Vậy là được rồi. Rồi mấy đứa này học làm sao? Có giỏi không?
Có giấy khen không? Không. Không hả? Trời ơi, coi mấy đứa miền núi mặc đồ này cả nhà. Còn có tiền mua áo. À, đi học là sáng sáng học mày cho nhiêu tiền ngày? 5.000. Là ăn sáng hay là ăn sáng ở nhà? Hay là cho 5.000 đến trường ăn sáng luôn? Rồi ơi, vậy sao đủ? Ăn đã chứ. Hả? Ăn cái gì? 5.000 mua được cái gì? Mua bánh nè. Mua bánh mì ăn sáng hả? Mua ổ 5.000 hả? Trời ơi. Thấy mấy đứa miền núi thấy thương cả nhà. Người lớn sao không được mà mấy đứa nhỏ ăn thiếu thốn. À, cuộc sống mấy chị em chỉ đi làm rẫy làm núi thôi. Dạ. Chặn bò cho người ta thôi. Dạ. Xong quánh để trên đây luôn cả nhà. Còn cây chuối này mình bỏ vô đây làm gì đây? Chặt cho heo. Chặt cho heo ăn hả? Dạ. Trời ơi, cây chuối này. Sao chị không để ngồi mà để vậy? Nó vướng thì sao? Thấy đơn sơ quá ha. Dạ. Nhà này cất từ 3 năm rồi, 3 năm về trước rồi. Dạ. Ở trên đây mình có ánh sáng không? Dạ. Có ánh sáng không? Không. Không có ánh sáng hả? Dạ. Mình thắp cái đèn đây, đèn năng lượng hay gì? Trồng. Đèn này có xài được không? Không. Không được hả? Dạ. Rồi tối mình sinh hoạt ăn cơm rồi sao? Bên. Ăn bằng điện binh hả? Dạ. Điện binh cầm tay hả? Dạ. Trời ơi. Ở trên đây chắc mỗi lần mà chiều chiều giờ chắc mình tranh thủ ăn cơm sớm ha. Dạ. Chứ ăn tối đâu thấy đường đâu mà ăn. Rồi mấy đứa nhỏ nó học hành sao? Rồi ban đêm là không có đèn đuốc rồi nó học hành sao kiểu gì? Binh chứ. Học sắc đèn binh hả? Dạ. Sắc binh. Chẳng lẽ vừa học vừa cầm cái đèn binh vậy nè hả? Cầm cái đèn nè. Bị chờ. Phải không? Phải chứ. Mỗi lần cô học bài là cô học làm sao? Đội liền binh lên đầu hả? Dạ. Trời ơi. Vậy sao viết bài? Viết bài chứ. Thấy đường không? Thấy đường viết không? Khổ quá trời khổ. Nhà chị bên kia hả? Tí chị dắt em qua đó chơi được không? Qua tham quan nhà chị được không? Hả? Sao sợ? Sợ đâu. Cái gì? Sợ anh với anh đâu có biết, đâu có quyền đi nghề lạ không? Sợ bắt cóc hả? Sợ em bắt cóc chị hả? Sợ. Ờ em bắt cóc chị làm gì? Sợ. Ủa đâu có ai vô đây đâu. Hồi trước giờ không có ai lạ vô đây hết hả? Ừ. Trời, chị nghĩ sao mà em đi bắt cóc chị làm gì? Chị làm như là muốn bắt cóc người ta là bắt cóc hay sao á? Ủa sợ thiệt luôn hả? Nãy giờ ngờ run hả? Sợ bắt cóc cả nhà. Thì cả nhà hôm nay á, đưa chân lên thang vào trong đây. Thì cái hoàn cảnh đầu tiên đưa chân lên thang bắt gặp là cái hoàn cảnh của chị gái này. Khi mà vào hỏi thăm á, thì chị sợ cả nhà. Chị sợ đưa chân lên thang bắt cóc rồi. Ngờ run quá trời. Chị kia cũng vậy à. Tại vì trước giờ là không có ai vào đây á, nên họ sợ lạ. Dạ. Chị cũng ít tiếp xúc với người kinh lắm hả? Dạ, con. Ít. Ít tiếp xúc. Mình cũng hay đi chợ rồi chở con đi học rồi này nọ mà mình không có tiếp xúc với người kinh à? Dạ. Nên nói ít. Không nói nhiều. Biết ít thôi chứ không có biết nhiều. Dạ. À. Con xuân. Này đưa con chị đó hả? Trời đeo vàng trắng quá trời luôn. Nhà đại gia quá mà. Vàng trắng đeo quá trời đeo. Sao nhìn mặt căng vậy? Cả nhà thì hoàn cảnh bà con miền núi ở trên đây thì cũng khó khăn. Nhiều khi mình đến mình hỏi thăm tiếp xúc á thì họ cũng ngại chia sẻ cả nhà. Nên khi mà ngờ trò chuyện với nhau á thì câu chuyện nó cũng không được suôn sẻ cho lắm. Thì mình lên đây thì mình chủ yếu là mình giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn thôi. Rồi mong cả nhà hãy hiểu cho bà con nghèo ở trên đây, tại vì họ cũng không có rành về tiếng Kinh nhiều. Thì đây trong cái ngôi nhà của chị gái người đồng bào rất lây thì không có cái món đồ gì gọi là giá trị cả.
chỉ có những cái vật dụng như là son quánh rồi mắm muối thôi. Bên này thấy có cái chế sau cánh cửa. Thường thường là người đồng bào mình là em đa phần là em tới nhà ai cũng thấy có cái chế hết à. Cái đó là cái phong tục của mình hay sao? Không biết. Không biết. Tại sao nhà mình là không biết? Tại sao em hỏi chị cái gì chị cũng không biết hết vậy? Hả? Không biết mà có hai đứa con. Hả? Chồng biết nghe kinh nhiều. Cái gì cũng không biết hết mà có hai đứa con. Cái kia biết đành đúng không? Thì đến thăm hoàn cảnh của chị thì tiếp xúc mình cũng muốn thân thiện cả nhà, muốn hiểu thêm. Mà chị như là chị mắc cỡ hay sao? Mắc cỡ đâu. Có mắc cỡ không? Chị nó kinh nó ít, nó nhiều, con biết nói. À, chị gái kia nói chuyện thấy hay nè. Chị tí nữa dắt em qua nhà chị chơi nha, tham quan được không? Đi thăm mẹ hả? Nhà chị gần đây không? Bên đây hả? Dạ. Có chồng ở nhà không? Có. Trời, không ở nhà không? Thấy cha vô ghen không, tưởng đâu ấy ấy ông dí em chạy sao hả? Dám dắt qua không? Dám không? Dạ. Hả? Trả lời mạnh lên, sao yếu vậy? Chị dắt qua em mới dám qua à, chứ được không? Được. Mấy đứa này tí đi chơi chú không? Có gì qua chồng của chị thấy chú lạ ăn hiếp chú mấy cháu bên giùm. No, nha, tí đi chung nha. Đi không? Thì đây là một phần quà của chú chị mình Trần Quân. Để chương trình thang cũng đã trích tiền ra mua cả nha. Mình đến thăm hoàn cảnh nào đó thì mình cũng muốn tặng cho họ một cái món quà để mình trò chuyện nó vui vẻ hơn, nó thân thiện hơn. À, nhiều khi mình đi không có bác quà theo á. Sao mấy mẹ con bàn tính gì vậy? Hả? Bàn tính gì vậy? Mặt bí nghe không? Em nghĩ chị mới mừng chứ. À, ấy là mừng á hả? Dạ, mừng. Mình cho bên cho cá ăn. Là tính hôm nay gia đình là ăn món cái canh lá hồi nãy đó hả? Dạ. Lá điệp với lại lá một bát hả? Ừ. Cái lá hồi nãy ai hái vậy? Con đi hái hả? Đi con đen. Trời, hái mà sao hái lộn lá tùm lum vậy? Lỡ chúng lá dại ăn vô ngộ độc là sao? Trời, mặc cái áo nhìn dáng lứa mặc áo nè. Cái sẹt bà ti bị hư luôn rồi hả? Mấy ngày mới tắm lần hả bé? Mấy ngày mới tắm lần? Một lần mới tắm hả? Một lần mới tắm là sao? Một ngày tắm một lần hả? Dạ. Đồ có đồ thay không? Có hả? Sao đồ này thấy đắt cát không vậy? Còn có tiền mà mua đồ. Ở trên đây thì con ngồi cái việc đi học ra thì con có phụ mẹ làm cái gì, công việc gì ở nhà mình không? Có. Con làm cái gì? Rửa chén. Rồi làm gì nữa? Nấu cơm. Rồi làm gì nữa? Chặt củi. Đi chặt củi luôn hả? Chặt đầu vác nổi không? Nổi chứ, đó. Mỗi lần chặt được bao nhiêu cây củi? Một bó bao nhiêu cây? Hai bó, đó. Hai bó. Bỏ vô gùi gùi hả? Dạ. Gùi nổi không? Gùi nổi. À, như tuổi của con thì cũng đã hiểu biết rồi đúng không? Thì con mà gùi một cái gùi đó là con nhắm trên vai con là bao nhiêu ký? Đốn được không? Đừng 2 ký. Bao nhiêu ký? 2 ký. 2 ký. 2 ký. À, mấy đứa nhỏ ở miền núi cũng thương lắm cả nhà. Giỏi. Ở trên núi nhiều khi rắn rít đồ, cái tình trạng nó gặp mà có thường xuyên gặp không chị? Dạ. Như con rắn, con rít đồ nó bò vào nhà mình đó. Gặp chứ. Nhiều khi nó có bò lên chỗ mình nằm không? Xuống bồ đề này nè. À, nó bò vô chỗ nấu ăn đó hả? Rắn bự không? Bự chứ. Bự cỡ nào? Ừ, đề đề. Bự bằng cái cây, bự bằng cầm tay em không? Có. Có luôn hả? Dạ. Rồi mình gặp nó rồi nó mình phản ứng sao? Nó đập nó dục chạy. Đập nó dục chạy. Dạ. Rồi mình dí nó dí lại sao? Ở đây có khỉ rồi hay xuống không chị? Dạ. Con khỉ á, nó hay xuống nhà mình không?
Không hả? Khỉ nó không xuống đây hả? Ở trên đây thì chắc những con vật mà lạ nhiều lắm ha. Tại trên trên rừng nè. Giờ còn sợ nữa không? Chị, còn sợ nữa không? Trời, người ta nói chuyện nãy giờ rồi mà vẫn còn sợ nữa. Nhờ cái tin tưởng dắt vào nhà không? Hay là không nè, để biết đường nè. Tí nữa chị dắt em qua đó, xong cái chị đi vô trước nha. Chị nói chồng chị nha, chứ đừng để ảnh hiểu lầm là chết em luôn á. Mà bên đó có mấy người? Có ba, mình chồng chị bên đó hả? Ba người. Hai vợ chồng thôi. Hai vợ chồng thôi. Vậy đâu sợ mình ba người mà. Sợ gì? Ba người có con này nè. Ở đây em có một phần quà để gửi tặng cho gia đình của mình ha. Rồi hôm nay kiểu như là mình đến thăm một cái hoàn cảnh nào đó thì cũng như là một cái duyên đó nha. Mình gặp thì mình cũng tặng quà cho họ để cho họ vui. Thấy chị hái lá rồi vô nấu canh cho mấy đứa nhỏ ăn thấy cũng thương nha. Đời sống bà con người ta khổ người ta mới lên núi người ta sống nha. Chứ người ta giàu là ở dưới làng rồi. Nhiều khi mình trò chuyện tiếp xúc thì câu chuyện nó không có được suôn sẻ cho lắm. À, cho mấy nhỏ bánh, cho con bánh nè. À, chị đầu xé ra cho mấy em ăn. Xé ra đi. Có hay mua bánh cho mấy đứa nhỏ ăn không chị? Không có tiền mua bánh. Không có tiền mua bánh hả? Dạ. Nè con, ăn đi. Chú cho nè. Ăn đi, mắc cỡ hả? Mấy này 3 tuổi hả? 3 tuổi sao nhìn chút xíu vậy? 3 tuổi. Ăn đi, mấy đứa ăn đi con. Mắc cỡ nữa chứ. Thấy chú lạ hay sao? Tụi con có sợ chú không? Thấy chú lạ có sợ không? Sợ hả? Ố thiệt chứ. À, chương trình phát quà bắt đầu nha cả nhà. Thì, những cái món quà có những cái thiết yếu này cả nhà. Có cái gì thì được chương trình thang sẽ lấy ra và công bố cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị khán giả xem. Thì mỗi lần mà đi xa cả nhà thì không có mua được nhiều. Tại vì mình chỉ mua được những cái thiết yếu thôi, chứ gạo và lại những cái vật dụng mà nặng á. À, mình mang vác nó khó khăn cả nhà. Tại vì chạy mưa trơn trượt đi núi mù 10 kg ở dưới đồng bằng mình vác á, mình cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà vác 10 kg lên núi như trên da mình là nặng 50 kg cả nhà. Rất là khó đi khi mà giật dốc nó lên á, nó rất tức, cái giống tức á. Lên rất là mệt. Thì ở đây em có mì nè, mì đây là mì ngon á, Omachi. Một bịch như vậy là 5 gói cả nhà. Hai bịch là 10 gói. Mình mà mua một thùng bự đi á thì nó rất là cồn càng. Mình bỏ vào bịch mình cột lại mình mang vác nó khó khăn á, nên là mua mì này nó có giá mắc hơn cái mì kia. Nên là 10 gói mì này có thể làm canh nè chị ha, hái những cái lá kiểu như là chùm bao chùm bát đó làm canh, là mình nấu cơm mình chan làm canh mình ăn cũng được. Nó canh nó đồ đồ sao chị nói sao tẹt đồ đồ nó canh đu đu mì đó nó canh. Chị đọc cái dần đu đủ coi được không? Là đu đủ là đu đủ đu đủ. Chị đọc dòng cái chữ đủ coi được không? Đọc được không? Chị không biết chữ. Không biết chữ. Đây nè, em tặng cho chị nè. Ở đây ha. Đây là có 10 gói mì, một chai nước tương này, kêu xì dầu á ha. Xì dầu. Này là nước mắm ha. Nước mắm. Rồi dầu ăn ha. Nhà còn gạo không? Không. Gạo ít. Còn mấy ký? 1 ký đó. Tí cho xin ký rồi. Được không? Hả? Được chứ. Xin ký tí em đi lên trên núi mở lại. Tại hôm nay không mang, mang gạo theo. Rồi em tặng cho chị cái này. Chị tặng cho em ký gạo nha. Ừ. À, đây có 1 ký đường rồi chị ha. Ừ. Lại bịch bột ngọt đầy đủ hết, muối.
Chồng có uống trà không? Uống chứ. Chồng uống trà hả? Ừ. Đây có hai bịch trà này. Trà này trà ngon luôn á. Cảm ơn. Đây là bột nêm cà no ha. Cà no. Tặng cho chị ba chai dầu gió ha. Cảm ơn. Ở trên núi này cái này rất là cần thiết. Ở đêm hôm nữa mũi chích rồi mình lấy ra mình tha lên. Rất là hay, đau bụng luôn đó. Chị biết cái này cái gì không? Không biết. Không biết hả? Ừ. Không biết thiệt luôn hả? Không biết thiệt luôn. Này mà không biết hả? Chị không mưa đi. Đáng lẽ dân rừng núi là chị phải biết cái này chứ. Không biết. Con ăn này bao giờ chưa? Chưa ăn luôn hả? Cái này kìa, hủ chao này. Hủ chao hả? Ừ. Chị không. Chưa ăn hả? Chưa. Ừ. Chưa ăn thiệt luôn hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt chứ. Thề. Thề luôn. Cái này chị em nhận cho chị nè, cái này là chị lấy tỏi ớt, bột ngọt, đường. Đừng bỏ muối nha. Tại vì này mặn sẵn rồi. Tỏi ớt, đường, bột ngọt. Đó mình đâm xong cái mình bỏ vô cái chén á. Mình trộn lên. Để cho ăn cơm ăn. Ngon lắm, sáng mà cơm nóng ăn cái này ngon lắm cả nhà. Mà đi núi rồi đó, dở theo ăn ngon. Này hủ chao ha. Mỗi lần ăn chắc cả gia đình ăn hai hũ là được rồi. Rồi đây là những cái thiết yếu nha. Đây là một phần cá ha. Cá này ăn rất là ngon, người ta tẩm sẵn rồi. Để lấy ra cho cả nhà mình xem nè. Cá này kêu bằng chị biết cá hố không? Biết. Không biết hả? Đây là cả nhà. Con cá hố người ta tẩm sẵn rồi. Rất là thơm. Thử thử, thơm lắm. Cái này mà nướng lên ăn cũng ngon cả nhà. Nướng lên ăn cơm nóng là hết sảy luôn á. Một ký cũng rất là nhiều. À, ký cá này thì họ bán 120 một ký nha cả nhà. Lâu lâu mình đổi cá, bữa là tặng cho bà con là cá cơm. Thì cá cơm bữa nay thì cũng hết mùa, khó mua cả nhà. Thì mua cá này. Cá này nó cũng ngon lắm. Và nhiêu một ký đây chắc gia đình chị ăn, nếu mà ăn liên tục phải tầm từng lợi mới hết. À, tặng cho chị ha. Đây. Chị biết chai này chai gì không? Không biết. Không biết hả? Sao cái gì cũng không biết vậy? Chị không mua đâu, không mua. Không có tiền mà mua. Không biết mà hai đứa con. Cái này á, con biết cái này không? Biết không? Cái này là cái gì? Hả? Xịt kiến, đúng rồi, xịt kiến xịt mũi. Vậy là tính ra bà dở hơn cháu của mình nữa. Không biết mà hai đứa con sập xạo mà. Cái này ban đêm ngủ xịt xịt vòng ha, xịt ít thôi. Trước khi ngủ mình xịt đi. Mình xịt xong mình đi ra ngoài. Chứ để mình ở trong mình xịt là ảnh hưởng tới lỗ mũi mình á. À. Hít vô bệnh á. À. Thấy không? Ở trên này có mũi không? Mũi chứ. Mũi bự không? Mũi chứ. Bự cỡ nào? Cái đây nè. Cái gì? Cái gì có mũi rồi bự cỡ đây? Xạo xạo. Thiệt không? Thiệt chứ. Hôm qua đội trưởng lang thang có đến thăm cái hoàn cảnh của chú ngựa. À, chú ngựa ra ni là con mũi ở trên đó. À, chú ngựa là ở trên lúc trên kia luôn. Trên núi sâu vậy đó. Là em lên đó luôn á. Là chú nói là con mũi bự vậy nè cả nhà, bự bằng ngón tay út, mà hôm nay lại đến hoàn cảnh của chị á. Chị đó con mũi bự bằng ngón tay cái. Bự chứ hay nứt vô đây này nè. Nó bự vậy nên nó chích vô là xỉu luôn sao? Hả? Cái gì mà con biết đó. Là anh tặng cho chị một lốc xà bông gội đầu nha. Trên đây có hay tắm không? Yeah. Hả? Có nước tắm không? Có. Ngày tắm mấy lần? hôm qua chú người ớt là một tháng là tắm 4 lần ở cả nhà. À, xà bông giặt đồ. Này để riêng ra ha. Để chung với đồ ăn nó hôi á.
xà bông rửa chén. Trên đây mình có hay dùng cái này không? Không luôn hả? Không biết hả? Dùng cái đề này rửa chén này. Dùng cái này rửa chén hả? Dạ. Cái này xà bông chặt đồ mà. Chặt đồ được rửa chén. Trời. Lấy xà bông chặt đồ rửa chén cả nhà. Phải không? Phải chứ, không có tiền mà mua xà bông này đây. Phải không? Phải. Thấy xì... nó thiệt mà. Cho gì đó chị? Mắm. Mắm hả? Còn nhiều đây hả? Mắm nên cho. Rồi bà con mình trên đây, mình những cái thiết yếu là mình cần nhất là cái gì? Những cái thiết yếu như mắm muối bột ngọt này nọ thì mình cần nhất cái gì? Chị không biết nữa này. Không biết luôn hả? Là cái gì cũng không biết vậy? Không biết mà hai đứa con. Mấy cái kia biết mà dồn hết cái kia rồi. Rồi cái này mà cột lại đây chị ha. Dạ. Cảm ơn. Chị đừng cảm ơn em. Này đâu phải của em đâu. Dạ. Này của cô chú chị Mạnh Thường Quân gửi cho em để em đi tặng cho bà con. À, chị nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của em có thể là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân cho Mạnh Thường Quân vui. Nấu lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Cái kia có mạnh mẽ không? Sao? Mắc cỡ hả? Chị cảm ơn. Cảm ơn Thường Quân. Ớt quá thiệt kìa. À, em cũng có một cái món quà tinh thần. Món quà là món quà dành cho mấy em nhỏ, gia đình. Ban đêm có thể là mình bắt trên đây. Mình ăn cơm, rồi có ánh sáng. Rồi cho mấy đứa nó học thấy cái gì mà nói mà học mà đội cái đèn pin trên đầu mà học mà sao thấy đường. Biết. Mà không biết có nói thiệt hay là nói giỡn nữa. Nói thiệt chứ. Thiệt luôn hả con? Vừa học vừa đậu đèn pin hả? Nói xạo là trời không thương đó. Nói thiệt hả? Nó xạo. Nói thiệt hả? Bây giờ chú tặng cho cái đèn năng lượng này là mai mốt là khỏi đội đầu luôn. Thường thường là con ngồi học bài là ngồi chỗ nào? Hướng nào, góc nào? Chỗ đây nè. Ngồi chỗ đây. Yeah. Rồi viết bài rồi những cái cây này nó bị nhôi lên thì sao? Nó bằng đâu? Đây. Bà cái biết. Lấy cái nào? Đây nè. Chéo. Bỏ lên chiếu viết hả? Chéo nó rết nè. Năm. Trời ơi. Ủa cái nhà mình là cái kia là cái cửa sổ hả chị? Cửa sổ. Bé bé. Con ngồi xích vàng bên là chú xem cái cửa sổ. Rồi cái cửa sổ gì mà kỳ vậy? Đâu chị lấy cái tay gì mở ra cửa sổ ra giùm em ơi. Tên nè. Ai làm cái nhà gì mà chế cái nhà cái cửa sổ gì mà kỳ vậy? Chồng chứ. Ồ. Cửa sổ gì mà. Thì cái chắc cửa sổ giống cái cửa chuồng chim quá vậy. Có lẽ là em sẽ hỗ trợ chị bắt cái đèn năng lượng này lên nha. Chị muốn bắt hướng nào? À, mình ở đây mình chỉ bắt bên kia. Okay. Là mình chỉ ánh sáng về đây là được. Cả nhà, đây là cái ngôi nhà của gia đình chị gái người đồng bào Rắc Lây. À, vào trò chuyện với chị thì chị chia sẻ cái hoàn cảnh của chị cũng rất là khó khăn. Hôm nay đưa chân lên thang mang những cái thiết yếu và lại đèn năng lượng lên tặng cho bà con miền núi. Hỗ trợ cho chị một cái đèn năng lượng. Tại vì nghe mấy đứa nhỏ nói là mấy đứa nhỏ không có ánh sáng để học bài. Mỗi lần học là phải đổi cái cây đèn pin. Anh Thể đang hỗ trợ bắt cái tấm pin năng lượng. Ở bên ngoài thì anh Thể hỗ trợ bắt tấm pin năng lượng. Rồi bên trong thì có bạn Út. Út bắn cái đèn năng lượng lên. Thì bắt cái hướng này thì trong nhà của chị sẽ đầy đủ ánh sáng. Hướng này là cái hướng hợp lý nhất. Thì cả nhà, mấy anh em tem của đi chân lang thang đã hỗ trợ gia đình bắt lên cái đèn năng lượng. Chị thấy cái đèn năng lượng này như thế nào chị? Dạ. Chị thấy cái đèn năng lượng này như thế nào? Có tốt không? Tốt chứ. Chị mừng chứ. Thích không? Thích chứ.
sao mình không làm, mình dành dụm mình mua một cái đèn năng lượng để cho con cái nó học bài. Có tiền mua. Chẳng lẽ trong cuộc đời của mình, chẳng lẽ mình không dành dụm được vài trăm ngàn mình mua được cái đèn hả? Tiền, không có tiền mà mua. Đủ ăn đủ sống thôi chứ không có dư hả? Mấy đứa nhỏ thấy mình có nhà mình có đèn năng lượng rồi thấy vui không? Có đèn rồi học không cần phải đội đèn binh nữa ha. Thì em sẽ hướng dẫn cho chị sử dụng nha, chắc cái này chị biết đúng không? Biết không? Sao cái gì cũng biết vậy? Không biết mà hai đứa con. Nè em chịu hướng dẫn cho chị nè. Cái nút đỏ này là mở nha. Rồi cái nút đây là tắt. Để bật lên nè. Bật lên sáng nè. Thì cái bóng đèn nhá nhá đỏ đỏ đó là nó đang nạp vô đó chị ạ. Đó, sáng chưa? Ban ngày mà sáng như vậy đó cả nhà. Phải ban đêm tới sáng nữa. Rồi tắt cái nút này nha. Đó, à, chị bấm thử đi. Đó. Tắt hay tắt hay? Chỉ vô. Đó, bấm mạnh lên chứ sao yếu đuối như trời. Tướng thì bự mà sao yếu đuối vậy? À, nhấn mạnh vô, đây nè, chỉ vô. Đó, thấy chưa? Rồi, bấm lại. Mạnh mẽ lên nào. Trời ơi. Chị chỉ vô cái đèn á. Đó. Thiệt tình nữa chứ. Khổ quá thiệt. Rồi tặng cho một cái cặp binh nha. Cặp binh này mình để dành, mình cất để dành ha. Khi nào xài cái này hết thì bỏ vào. Bỏ vào sử dụng. Ok chưa? Ok. Cảm ơn. Vui không? Vui. Vỗ tay cái này. Vỗ tay cái cho có không khí nè. 1, 2, 3 vỗ tay nè. Mấy đứa nhỏ vỗ tay thiệp chú không? 1, 2, 3 vỗ tay, nhanh lên, nhanh lên. Phải vui lên chứ. Cảm ơn. Cả nhà đội trên lang thang sẽ đi qua phía bên kia để thăm cái hoàn cảnh của chị gái này. Chị gái này là chị em ruột của chị. À, cuộc sống của chị này thì chưa có tìm hiểu cả nhà. Thì qua bên đó đội trên lang thang sẽ tìm hiểu. À, đội trên thang còn một cái phần quà nữa để gửi tặng cho chị. Mà chắc có lẽ là chị em mình qua bên đó luôn rồi chị ha. Nhà chị gần đây đúng không? Mình bước xuống cái suối đó đó hả? À, thì cái phần quà ngày hôm nay của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, đội trên lang thang cũng xin thay mặt cho gia đình cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Thì ngoài cái phần quà thiết yếu thì cũng có một cái phần quà tinh thần cả nhà. À, hôm nay đội trên lang thang mua 2 phần quà, tổng phần quà là 2 phần là 1,5 triệu. Thì đội trên lang thang sẽ chia ra mỗi bên là 1 phần. Mỗi người là 750 ngàn. Em sẽ đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và chị có thể là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm em nha. Sao buồn vậy? Mới thấy cười vỗ tay vui mà sao không buồn vậy? Buồn. Sao buồn? Hả? Mắc cỡ. Hai đứa con rồi, hai mặt con rồi mà còn mắc cỡ nữa. Mạnh mẽ lên chứ. À, em đọc tên Mạnh Thường Quân nha. Có gì đâu ngại, có gì đâu mắc cỡ trời. À, cô giấu tên ở bên Úc 200 ngàn. Cô Tư ở Lâm Đồng 200 ngàn. Cô Thi ở Thụy Điển 200 ngàn. Cô Sáng ở Mỹ 200 ngàn. Chị Lâm Ái Loan ở Mỹ 200 ngàn. Và cô Trần Lê Thanh 1 triệu. Tổng số tiền là 2 triệu. Tính quà và số tiền thì em mua phần quà là 750 ngàn. Thì ở đây thì còn 1,250,000. Thì em gửi tặng cho chị nha. Tờ 500 cái nhà. 1 tờ, 2 tờ, 1 triệu, 2 5 tờ, 10 ngàn là 1,250,000. Đây. Chị đếm lại thì đủ không? Đếm lại. Biết đếm tiền không? Không biết luôn. Sao cái gì cũng không biết vậy? Chị không biết luôn. Tiền này bao nhiêu tiền không biết luôn hả? Biết nha. Không biết đếm, biết tiền mà không biết đếm. Không biết mà hai đứa con. Đội trên lang thang xin thay mặt chị và gia đình cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Thì
quà và tiền thì của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, còn điện năng lượng là của cô Tư ở Bình Dương nha cả nhà. Cô Tư đã gửi 10 cái đèn năng lượng để cho Linh Thang có thể là mang lên miền núi tặng cho bà con nghèo. Bà con nào không có đèn năng lượng thì Linh Thang sẽ hỗ trợ. Xin gửi lời cảm ơn đến cô Tư ở Bình Dương rất là nhiều. Chúc cho cô Tư và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Có lẽ là đội chân Linh Thang sẽ khép lại video ở đây. Và cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành cùng với đội chân Linh Thang. Những tập video mới, chia sẻ video rộng rãi ra cho tất cả cô chú anh chị mình cùng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.